Như chúng tôi đã phản ánh trong các bản tin tài chính kinh doanh trước, nhiều bà con nông dân và tiểu thương tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đang đứng trước nguy cơ trắng tay vì góp tiền vào một đường dây tín dụng đen vừa bị vỡ nợ với quy mô khoảng 80 đến 100 tỷ đồng. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an thị xã Ba Đồn đã chuyển hồ sơ lên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Bình để điều tra xử lý. Theo những người tham gia đường dây tín dụng đen này, đầu mối bị vỡ nợ là bà Nguyễn Thị Thu Lý, một cán bộ công tác tại Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn sau khi vụ vỡ nợ xảy ra bà lý đã xin nghỉ phép không đến cơ quan hiện dư luận địa phương đang dấy lên lo ngại đối tượng vay nợ tẩu tán tài sản và có dấu hiệu lẩn trốn công an thị xã ba đồn cũng đã tiến hành thu thập chứng cứ và xác minh vụ việc từ tố cáo của các nạn nhân